Một thông tin rất đáng chú ý liên quan tới việc khám chữa bệnh của người dân bằng bảo hiểm y tế. Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết sắp tới người đến khám bác sĩ gia đình ở trạm y tế sẽ được bảo hiểm y tế thanh toán. Khi đến phòng mạch phải trả tiền chênh lệch giữa giờ khám bệnh ở phòng mạch, phần còn lại bảo hiểm y tế chi trả. Theo đó, khi bác sĩ gia đình đến chữa bệnh tại nhà thay bằng cắt chỉ, tập vật lý trị liệu, người dân cũng chi trả một phần tiền chênh lệch, phần còn lại cũng sẽ do bảo hiểm y tế chi trả. Hiện chưa có hướng dẫn thanh toán bảo hiểm y tế cho dịch vụ bác sĩ gia đình, cũng chưa có chính sách về giá cho dịch vụ này mà áp dụng giá như y tế cơ sở, y tế xã trước đợt đổi mới viện phí trước ngày 1 tháng 3, cụ thể là chỉ có 6.000 đồng một lượt khám. Thực tế, mô hình bác sĩ gia đình là mô hình mới, hoạt động còn tản mạn, hiệu quả chưa cao. Theo Bộ Y tế, sau 2 năm triển khai, đến nay trong cả nước có 6 cơ sở y tế tổ chức thực hiện mô hình bác sĩ gia đình, phòng khám bác sĩ gia đình là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Khánh Hòa. 240 phòng khám bác sĩ gia đình đã được thiết lập ở các tỉnh này.